Chủ nhật trời đẹp, nắng nắng đẹp mới quay nó mới trông mới rõ được đó. Những cái cây ương này, hột lê nè, hột lê mới ương hồi sáng nè, hột cherry chứ mày, hột cherry lộn, hột cherry nè, đây là cây lê nè, nắng chiếu vô nè cá đẹp không. Đó, nắng chiếu này, nắng vô thì mình cá mới đẹp được, rong bèo tuyệt vời luôn. Đó. Thấy không? Như vậy thì nó mới lấp lánh được. Nhìn thấy rõ mấy cá, mấy con cá được. Mình quay một khi mình quay buổi chiều, buổi tối đèn bóng đèn thì không có nhìn thấy rõ được. Đó, bây giờ mình quay cái buổi sáng nó có đèn, có nắng nè. Mới nhìn thấy rõ được cái bầy cá. Được. Đây là cái bầy cá bảy màu này nha. Đó. Bây giờ cho nó ăn ha. Cho nó ăn này. Đó. Cho nó ăn ít ít thôi. Đó. Đây, để khoa nước lại cái nè. Cho mấy con ốc này nè. Khoa nước. Nước lại, nước đầy. Đây là cái hồ tiếp theo của mình đây. Mình xuống mới thấy nắng chiếu vô rõ được những mấy con cá đỏ, mà mấy cá đỏ mà khi nó núp hết nè. Đó, giờ mình nhìn thấy nó nè, cá đỏ, cá bún, cá hột lựu là nó đó, trong đây cũng có nè. Thấy nó ăn nó lên nó nhoi dữ không, nhồi 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 đó, mấy con cá hột lựu cá đỏ này bự không à. Nhồi hay ớn luôn. Thì những cái con cá đỏ đó nó sống khỏe hơn đó, đây cá đỏ này. Mình cho cái bầy này ăn nhiều chút, bầy bên đây là nhiều khủng luôn á, thì thằng lặn nó lên nó ăn nhiều lắm, thằng lặn á. Ở đây nó đẻ cá đỏ này quá trời luôn, cá con, cá hột lựu này á, này cá nhỏ này nè, là nó sống khỏe hơn là mấy con cá kia. Rồi đây là cái bầy dế của mình này. Ban ngày mình quay thì mình thấy rõ được, tối về nó cũng không có nhìn được rõ lắm. Đó. Đây là cái bầy dế đen. 20 ngày tuổi, chợ nó khoét cái lỗ này, khoét cái lỗ nó chui vậy đó. Đây là mới thấy cám thôi, đây một bầy nữa, bầy cá này đó, nó mười đen hết luôn, ăn sạch cái ba cái đọt mì. Đây là những con ốc bươu vàng, ốc thái của mình thả vô đây thì không biết là nó đâu hết à. Ốc thái một ổ nó có chừng 20 con. Ốc thái, ốc cu đen nữa. Thả chung hết vô đây nè. Nuôi chung với cá này. Cái này mà cá lóc thả vô nó mê lắm nè. Cá lóc cá rô vô là bỏ vô là nó dứt sạch luôn á. Ốc bươu vàng của mình, ốc bươu vàng nó lên ăn đen hết luôn, đen hết rồi. Thì tới mùa mưa thì nó sẽ đẻ trứng nha, mùa mưa thì nó sẽ đẻ. Ở trong đây có một con ốc khổng lồ luôn mà nó không thấy nó đẻ. Bầy cá cá bảy màu, nước này là chưa đục lắm nha, thì khoảng chủ nhật tuần sau 7 ngày nữa
mình sẽ xả, xả ra mình thay nước. Cái này nuôi khỏe lắm đó, cái này nè, cái dồi này mình tháo ra mình xả thôi, xả hết xong rồi mình bơm lên, mình xả nước trên bồn xuống thôi. Cái này chắc cũng phải nửa khối nước á, hơn á. Thì trưa chiều giờ này 4:30 anh, ngày mặt trời đẹp, có nắng này quay nó sẽ trong hơn, nó rõ hơn. Đó, trời trời sáng, vườn cây xanh mát ha, lót bạc, cỏ không có lên được. Đó, đây là cái vườn cây ăn trái. Đó, nước đầy, cắt nước đây, cắt nước đây. Ok, mình sẽ thoát nước lại. Quay trời nắng này quay mấy cái cây nó mới đẹp. Đó, trời nắng này lên mấy giờ? Gần 5 giờ mà trời nắng dữ vậy. Ok, chút về thay nước xong rồi mình sẽ đậy lại. Chút nữa ăn cơm về mình sẽ đi thay nước đó. Trời 5 giờ rồi mà nó trời nắng vậy nè. Đó, cái con bé đẹp không, nắng vô nó cái rồng nó xanh không, nó xanh mướt luôn ha. Cái hồ dưới cũng vậy, xanh mướt. Ở đây có con rít trong đây. Đó. Em biết nằm. Đó. Nó coi có đồ ẩm gì nó mới lột xác được nha. Còn mà nó khô quá thì nó không lột xác được thì nó sẽ chết. Rít nè. Nó mới ăn cái con thằng lằn rồi. Thì mình sẽ để khoảng một tuần nữa mình sẽ cho nó ăn. Thủy sinh nè, đẹp không? Cái này không, mình cho rong như vậy mình không cần thay nước nha, chỉ cần nước nó cạn thì mình sẽ múc thêm mình đổ vô thôi, đổ vô thôi. Đó, những con cá bống này nó bự, cá hột luộc bự nó bơi ở dưới. Những cái rong này mình để trong mát như vậy nó sẽ xanh quanh năm, đừng có để ra ngoài nắng trực tiếp thì nó sẽ bị vàng. Còn mình để trong mát như vậy này, một buổi chiều nó nắng chút xíu vậy thôi thì nó sẽ xanh. Đó, nó sẽ xanh. Chút giờ cái chậu này ra cho có ánh nắng, cái chậu này ra chút xíu để cho nó có cái ánh nắng của nắng chiều. Tí nắng cái chậu này nó che hết cái nắng của cái này à. Nó có nắng thì cái rong này nó mới ấy được. Ok, trời ơi, trời nắng này quay đẹp ghê, rõ hết luôn rồi. Ok, kia một cái nữa là ba cái hồ này toàn là cá bảy màu. Cá bảy màu mình nuôi á, thì được á, thì nó chẳng có gì hết, nhưng mà mình mua á, mình lên tiệm mình mua nó bán 5-6 ngàn con gì nè. Đó, bán giá cao lắm, chứ còn nuôi đây thì thôi, nó đẻ thì ngập luôn, đẻ ngập bồn hết luôn. Ở đây chắc có mấy ngàn con á. Đẻ rất là sai.
Lúc này là khoảng 5 giờ chiều nha.